Giờ mẹ có việc mẹ ra ngoài một tí, con ở nhà con trông nhà cho mẹ nhá. Nghe chưa? Hả? Con đi đâu đấy? Lấy túi bóng làm gì? Bảo mẹ rút ăn mang đi á. Mang đi làm gì con? Hả? Ý của con là mẹ xốt thức ăn với mang con đi cùng hả? Trời ơi không được đâu, mẹ đi chỉ có một tí về thôi mà, theo mẹ đi làm gì? Hả? Ở nhà ngoan nhá, đừng có theo mẹ đi nữa nhá, mệt lắm. Hả? Ôi lại xin mẹ cho đi cùng, trời ơi như thế này ai mà từ chối. Thôi được rồi, để mẹ xốt thức ăn rồi mẹ mang con đi theo cùng luôn.